Đây là đám cà phê Xanh Lun, được trồng trên một cái đám đất ruộng mà người ta đổ đất lên, người ta trồng cà phê nhá. Nhưng cà phê sinh trưởng và phát triển rất là tốt. Đấy, mọi người này, bên cạnh là đám lúa này. Đấy. Đất sình nên người ta đổ đất lên nhưng mà trồng cà phê rất là đẹp. Đây là bước sang gần năm thứ hai đây mọi người này. Nhưng mà cái lượng cành và cái lượng trái năm nay cho cũng khá là ổn đấy. Trồng khoảng cách là 2,5 m² nhé. Chất đất cái đám này thì phải nói là đất cực xấu luôn. Nhưng mà cái giống cà phê Xanh Lùn thì nó lại sinh trưởng trên cái đám đất này rất là đẹp luôn. Đây, cho mọi người xem cái màu đất của nó này. Đất của nó rất là xấu luôn mọi người. Đây. Đất đá màu trắng này. Mà cây sinh trưởng phát triển rất là tốt. Đây. Chỗ hướng này là người ta đang làm cái đường mương để thoát nước. Đám này cái tổng diện tích của nó là rơi vào khoảng gần 3 sào ấy, nhưng mà rất là đẹp. Đấy, người thấy không? Thì quá đẹp luôn này. Anh em xem video nhớ cho mình một like nhé. Và một kênh đăng ký để mình có động lực làm tiếp những video tiếp theo. Với những chất đất như thế này mình trồng giống cà phê Xanh Lùn này nó rất là khá là hợp đấy mọi người nhé. Giống cà phê Xanh Lùn thì nó lại không kén chọn đất lắm đâu. Rồi, cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.